Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 12, cũng là buổi mạng khóa tu mùa hạ, thiền hiểu biết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đề tài về niệm và định và năng lượng của niệm mindfulness và năng lượng của định concentration có ảnh hưởng với đời sống của chúng ta như thế nào. Có nghĩa là nếu chúng ta sử dụng được năng lượng của niệm và của định thì cuộc sống chúng ta sẽ có những thay đổi tốt đẹp nào. Trong cái sự khám phá của Đức Phật thì Ngài thấy rằng cái nguyên nhân của khổ đau là do chúng ta thiếu hiểu biết. Cái nhận thức của chúng ta bị giới hạn và mờ mịt. Đáng lẽ chúng ta có một cái khả năng hiểu biết rất là lớn, rất là sâu sắc, rất là trong sáng. Nhưng mà vì chúng ta kẹt vào những cái sự hưởng thụ quá lớn, chúng ta đi tô bồi một cái điều hết sức phi lý, đó là tô bồi cho cái bản ngã của mình. Và càng tô bồi cho bản ngã của mình thì chúng ta tuy chúng ta được một cái cảm giác là thỏa mãn, nhưng mà cái kết quả là cái nhận thức của chúng ta càng ngày càng trở nên yếu kém, mờ mịt. Thí dụ như khi mình ghen, mình bị người khác không chung thủy, hay là mình có một cái ý niệm rằng người này họ đang có ý đồ phản bội với mình, thì cái năng lượng ghen đó nó khống chế mình. Trong cái năng lượng ghen nó có năng lượng giận hờn nè. Và tâm thức của mình lúc bây giờ nó không còn trong sáng nữa. Có phải không? Và khi mình nhìn lên đối tượng hay là mình nhìn lên sự việc nó sai vô cùng. Và mình có những cái phán đoán, phán xét rất là sai lầm. Và khi mình tỉnh ra thì mình thấy là cái lúc đó hình như là không phải mình. Mình không có chấp nhận. Nếu mà có được quay một cái đoạn phim, cái lúc đó thì mình không thể tưởng tượng là khi mình ghen hay là khi mình nổi giận lên thì mình ghê gớm tới cái mức như vậy. Và nhiều lần mình nhìn lại những cái lúc mà mình bị cái cảm xúc nó thao túng á, thì mình thấy rõ rệt cái sự xuống cấp về cách hành xử cũng như là cái nhận thức của mình. Ở trong cái khóa này chúng ta được học nhiều về cảm xúc. Chúng ta thấy rằng cảm xúc là một cái phản ứng để bảo vệ cái tôi của mình. Và khi cái cảm xúc nó dâng tràn lên, thí dụ như đó là cảm xúc giận hờn hay là cảm xúc ghen tuông, thì cái lý trí, những cái hiểu biết trước đây của chúng ta không có sử dụng được. Lúc đó bằng mọi cách để mình bảo vệ chính mình, mình sợ người kia sẽ thủ tiêu mình hay là gây tổn thương cho mình, cho nên mình tự vệ mình trước đã. Thì đó là một nhận thức rất là sai. Và mình phản ứng rất là mạnh. Mạnh đến nỗi là đáng lẽ ra mình không cần dành một cái quyền lợi tới cái mức như vậy mình mới có thể tồn tại được. Nhưng mà mình vẫn cố gắng dành cái phần hơn về phía mình. Thì đó là một thứ nhận thức rất là sai lầm. Một cái nhận thức được gọi là đúng đắn là mình phải tôn trọng nhau và phải yêu thương nhau. Tại vì mình không phải là một cái cá thể biệt lập. Sự tồn tại của mình nó có liên kết chặt chẽ với những cá thể khác. Tôn trọng, yêu thương những cá thể khác có nghĩa là mình tôn trọng, yêu thương chính mình. Và nếu các vị có thời gian thiền quán nhìn lại sâu sắc thì các vị sẽ thấy rằng tất cả những nguyên nhân của khổ đau nó đều bắt nguồn từ cái như vậy. Từ cái nhận thức mê mờ. Vậy thì tu thiền là một cái thái độ làm cho nhận thức của mình nó sáng tỏ trở lại. Chúng ta vẫn thường nói là các nhà khoa học họ đã khám phá rằng khi mà mình nhìn lên thực tại, có thể cái thấy của mình nó không có trung thực với cái thực tại đang có. Tại con mắt của mình nó bị giới hạn lắm.
con mắt mình bị giới hạn là do cái tâm thức mình nó bị giới hạn. Cái thấy của mình do cái tâm thức nó điều khiển. Cái trình độ tâm thức cỡ nào thì cái thấy nó lên cái đối tượng cỡ đó. Điều đó có nghĩa là mỗi chúng ta có một cái nhìn về một thực tại khác nhau. Thí dụ như mình đánh giá về chương trình đêm nhạc vừa rồi, mọi người sẽ đánh giá một cách khác nhau do cái tâm thức mọi người khác nhau. Có khi chúng ta đánh giá đúng, có khi chúng ta đánh giá sai. Mà cái đúng sai này nó vẫn còn nằm trong cái tương đối. Tại vì trong chiều sâu của cái đúng đó chưa chắc nó là cái đúng, và trong chiều sâu của cái sai chưa chắc nó là cái sai. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cái thế giới mà chúng ta quan sát được ở trong thực tại là thế giới của tương đối mà thôi. Có một cái thế giới sâu sắc hơn rất là nhiều, nó đang nằm trong cái thế giới tương đối này, phải có một cái con mắt nào đó mới có thể nhìn thấy được. Nói con mắt nào đó có nghĩa là nói tới cái tâm thức. Mình phải có một cái tâm thức nào đó thì mình sẽ tiếp xúc được với cái thế giới sâu sắc đó. Và những người tu thiền, những người đi theo con đường tâm linh là họ muốn bằng mọi cách để họ tiếp xúc được cái thế giới sâu sắc đó, được gọi là thế giới của bản thể. Tức là mình đi tìm cái thân phận chân thật của mình như thế nào. Nhiều khi mình chỉ giải quyết vấn đề ở ngọn, mình chỉ nhìn trong cái giới hạn, cái hình hài này, cái tâm thức này, cái cảm thọ này, thì mình không có thấy được cái nguyên nhân của khổ đau, cái nguyên nhân gốc rễ sâu sắc nhất của nó. Nhưng mà nếu mà mình đi truy tìm trong cái thế giới của bản thể thì có thể mình sẽ thấy được mình là ai. Cái câu hỏi who am I nó cần cho chúng ta lắm chứ. Chúng ta cần chứng minh quyền lực trước người khác để làm cái gì? Chúng ta cần trở thành một cái năng lực hấp dẫn người khác để làm cái gì, trong khi chúng ta không biết mình là ai? Huyền Hỷ là ai? Huyền Hỷ có phải là em, là chị của Thiền Xã, là con của Huyền Thâm không? Đâu phải Huyền Hỷ chỉ có nhiêu đó thôi. Thành ra khi mà mình bắt đầu lên đường để mà đi khám phá cái thân phận của mình thích lắm. Tại vì mình thấy mình rất là rộng lớn. Và cái cảm thọ kia, cái nhận thức kia, cái đòi hỏi kia rất là vô lý, rất là bé nhỏ, rất là tầm thường. Nó có là tại vì mình kẹt trong một cái ngã. Mình tưởng mình chỉ là một cái dòng sinh mệnh này thôi, cái hình hài này thôi, cho nên mình mới có những cái phản ứng đó. Còn khi mà mình đi tìm ra cái sự thật, mình vượt ra khỏi cái sự giới hạn hình hài này, tâm thức này, cảm thọ này, thì lúc đó mình sẽ khóc. Tại vì mình thấy mình hết sức là khờ, bỏ không biết bao nhiêu năm trời để mà giới hạn trong cái đời sống của mình, bởi vì cái nhìn giới hạn của mình. Thì Đức Phật nói để làm được điều đó, các vị phải trải qua một số sự thực tập nghiêm túc. Đó là con đường thiền tập, con đường quay trở về với đời sống tâm linh. Và cụ thể là phải phát triển niệm và định. Hôm trước chúng ta đã giới thiệu niệm, tức là Sati, tiếng Pali, mindfulness. Định là Samadhi, concentration. Và năng lực của định và niệm không chỉ giúp cho chúng ta tìm thấy được cái bản thể chân thật của mình không. Mình đừng nói rằng là tôi đâu có muốn đi tìm bản thể chân thật của tôi đâu, cho nên tôi đâu có cần phải phát triển niệm và định để làm cái gì. Không phải đâu. Niệm và định vốn cần thiết ở mọi lúc mọi nơi trong đời sống. Kể cả mình làm business, kể cả mình làm bác sĩ, hay là bất cứ ngành nghề nào, nó cũng cần cái năng lực của niệm và định. Chúng ta ôn lại một chút. Niệm là gì? Định là gì? Định là cái tâm chuyên chú, phải không? Đây là cái tên mới mà chúng ta gọi. Và niệm là tâm quan sát. Như chúng ta nói là tâm chúng ta nó luôn bay nhảy tùm lum như là một con khỉ vậy đó. Cho nên thực tại nó đang hiện ra rất là rõ ràng. Nhưng mà mình mới nhìn vô thực tại là cái tâm mình nó đã rời khỏi cái thực tại đó để mà nó chạy đi tìm những đối tượng khác. Do cái sự thúc giục của
có sự ham muốn trong lòng, hay là có sự sân hận trong lòng, của tham sân và si, của những phiền não, mà cái tâm mình nó bay tùm lum hết, không có theo một cái trật tự nhất định nào. Điều đó nó khiến cho chúng ta đau khổ. Thí dụ như một cái bình hoa, hay là một người thương, hay là một cánh rừng thu rất là đẹp, mình đã có cơ hội mình có mặt ngay đó rồi, nhưng mà mình không có thưởng thức được. Làm sao mình có hạnh phúc được nếu như cái giá trị hạnh phúc đang hiện ra mà mình không có tiếp xúc được. Thí dụ như nghe một cái tiếng chuông, lòng rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người nói với mình như vậy đó, cho nên mình quyết tâm tới cái thiền đường bình yên để mình nghe cho được cái tiếng chuông. Và khi tiếng chuông thỉnh lên thì mình nghe được cái nửa đoạn đường của tiếng chuông thôi, rồi cái tâm mình nó bay đi tiếp. Hay là nghe được 2/3 của tiếng chuông. Cho nên tuy tiếng chuông là một cái thực tại rất là màu nhiệm, có nhiều người nghe tiếng chuông rất là thoải mái, dễ chịu, lòng lắng dịu xuống. Nhưng mà mình nghe tiếng chuông không được thì làm sao mình có được cái trạng thái lắng dịu của tâm thức kia chứ. Vì vậy nó cần phải có một cái sức tập trung. Mà sức tập trung này phải luyện tập, phải cho nó vào một chút công phu, phải ép uổng nó, chứ đừng có dễ dãi nó quá. Trong quá khứ chúng ta đã dễ dãi với tâm thức của mình, nó muốn nghĩ cái gì cho nó nghĩ cái đó, nó muốn lang thang ở đâu chúng ta cho nó lang thang ở đó. Vì vậy là phải ép uổng nó, ép nó một chút. Mặc dầu ép không phải là một cái giải pháp hay, mà tại vì mình hơi tệ cho nên là phải ép nó. Ép tâm lên một đối tượng, giữ tâm trên đối tượng đó. Trước hết không cần biết đối tượng đó là đối tượng gì, cái mục đích là giữ tâm ở trên nó, mượn nó để giữ tâm. Thí dụ giữ tâm trên tiếng chuông thì đầu tiên là mình có một cái ý niệm mình muốn nghe tiếng chuông đó, thì niệm có mặt trước, nhưng sau đó rời niệm liền và tập trung giữ tâm trên cái tiếng chuông đó, thì cái đó định lực ra đời. Định ra đời, và một thời gian định nó giữ được một cái sức mạnh thì gọi là định lực. Trong cái định lực đó chúng ta không có quan sát được đối tượng. Khi muốn thiết lập định, xây dựng định, thì chúng ta chỉ giữ được cái tâm của mình trên một đối tượng. Và kể cả chúng ta cũng không có quan sát được, trong khi mình giữ được cái mức định tâm như vậy thì cái tâm của mình nó như thế nào. Có nghĩa là chỉ có tâm chuyên chú mà thôi, nghĩa là chúng ta có định lực. Trong bài vừa rồi chúng ta đã nói cái điểm này rất là sâu sắc. Đức Phật nói định lực cần lắm quý vị. Nó là bắt đầu để giải quyết tất cả những vấn đề phía sau, mà những vấn đề đó chính là phiền não. Bạn không có định lực thì bạn chưa có biết tu thiền. Cho dù bạn có những cái hành xử rất là kỳ đặc, bạn nắm rất vững về cái giáo lý nhà thiền, nhưng mà bạn không có định lực thì bạn đừng có trông mong làm được cái gì hết. Nghĩa là bạn phải mài dũa cái định lực của bạn rất là kiên cố. Nói một cách khác, mình cho mình 3 tháng hay là 6 tháng đầu để mà tập giữ tâm trên một đối tượng. Để lúc nào cái tâm mình nó chuyên chú vào đối tượng đó là nó nằm yên trên đối tượng đó mà nó không di chuyển, hoặc là di chuyển rất là ít. Cố nhiên sau này chúng ta học về lĩnh vực tâm ý đó, thì mỗi khi nó di chuyển đối tượng thì mình phải làm sao. Và Đức Phật đã nói là cái định lực này nó không có giải quyết được phiền não. Mặc dầu bản thân của định nó sẽ đốt cháy được một phần nhỏ của phiền não thô. Nghĩa là các bạn chỉ cần tập định tâm thôi thì con người bạn nó rơi rụng đi một số cái năng lượng tiêu cực ở trong người của các bạn, gọi là thô lậu. Nhưng những cái ngõ ngách phiền não thâm sâu thì nó phải nhờ một cái sức mạnh khác nó mới sôi thấu vô đó để mà tìm hiểu ra cái guồng máy hoạt động. Cố nhiên là khi tìm hiểu được cái guồng máy hoạt động thì cũng chưa giải quyết được phiền não. Chúng ta phải đối xử với những phiền não đó như thế nào, cái thái độ đó chúng ta sẽ được học trong cái lĩnh vực thuộc về tâm ý của khóa tu Thu Đông. Ở đây chúng ta cần một cái hiểu biết
về sức mạnh của niệm và định một cách tổng quan, thì cái năng lực mà có thể soi thấu những cái ngõ ngách phiền não, thí dụ như mình đang nổi giận mà mình không thấy mình giận, mình nói là mình đang nghiêm túc để giải quyết một vấn đề chứ mình đâu có giận đâu, cái này gọi là cái tâm bị lu mờ. Một mặt đã thiếu định lực, một mặt bị cảm xúc của giận hận nó bao phủ nữa, cho nên không thấy là mình đang giận hận. Mặc dù là nhìn vào mình không ai thấy mình giận cả, mình cười rất là tươi, nhưng mà âm ỉ ở bên trong có một sự chống đối ngầm, thì cái đó cũng được gọi là sân, một cái phản ứng của sân. Vậy thì nó phải có một cái thứ gì đó nó phát hiện ra được cái anh chàng phiền não này, bắt nó tận ổ, thì cái đó được gọi là tâm quan sát, tức là niệm lực. Niệm mà mài dũa kiên cố thì nó tạo ra một cái sức mạnh của niệm, mindfulness energy. Cái buổi vừa rồi chúng ta đã nói tới cái chỗ là định với niệm nó thật ra nó chỉ là một tâm thôi, nhưng mà nó có nhiều trạng thái khác nhau. Chúng ta chỉ có một tâm biểu hiện thôi, phải không? Mặc dù là có tới 51 cái tâm thức khác nhau nằm trong tàng thức, trong cái kho chứa của tâm thức, là chiều sâu của tâm thức, nhưng mà khi biểu hiện lên trên bề mặt ý thức thì chỉ có một thứ thôi. Một là niệm, hai là định thôi. Một là tâm chuyên chú, hai là tâm quan sát. Từ tâm chuyên chú chuyển qua tâm quan sát, từ tâm quan sát chuyển trở lại tâm chuyên chú. Nhưng chúng ta cũng đã cảnh báo với nhau rằng khi tâm chuyên chú mà nó rút lui để nó chuyển qua tâm quan sát thì cái năng lượng nó vẫn còn. Có nghĩa là niệm nó phát hiện ra nhưng mà cái định lực nó vẫn còn. Cho nên người ta nói là niệm với định đi cùng với nhau. Hoặc ngược lại, khi niệm nó chuyển trở về, cái tâm quan sát nó chuyển về tâm chuyên chú, thì cái năng lực của cái tâm quan sát nó vẫn còn. Nghĩa là niệm lực vẫn còn, mặc dù định lực đang biểu hiện. Và càng niệm tâm càng sáng, càng định tâm càng yên, định niệm cùng đắp đổi, hoa tuệ nở vườn thiền. Đó là bài thực tập của chúng ta trong 100 bài thi kệ. Nghĩa là trong khi thiền tập, chúng ta phải gọi là song kiếm hiệp bích, phải có hai chiêu thức sử dụng rất là tài tình, đó là tâm chuyên chú và tâm quan sát. Vì vậy mà tôi nói là một thiền sinh nó cần sự thông minh, chứ không phải là đi theo khuôn, không phải là sách chỉ làm sao mình làm vậy, không phải thầy giảng làm sao mình làm y chang như vậy. Mình phải biết cách tiếp nhận bài pháp thoại, hay là tiếp nhận những lời hướng dẫn trong sách vở hay là kinh điển, để mình áp dụng cho trường hợp tâm của mình. Mỗi người sở hữu một cái tâm thức khác nhau, vì vậy cho nên cái sự áp dụng nó cần cái sự uyển chuyển thông minh. Điều tôi muốn nói là làm sao mình sử dụng được cái tâm chuyên chú vào cái lúc nào, và cái tâm quan sát vào lúc nào, và lúc nào mình nên phát triển nhiều về cái tâm chuyên chú, và lúc nào mình nên phát triển nhiều về tâm quan sát. Một cái người mà lao sao, một cái người lăng xăng, một cái người đứng ngồi không yên thì nên phát triển cái gì các vị? Định. Thôi anh tập định lại giùm em đi, ngồi cho nó yên. Chúng ta có cái từ ngồi yên. Có nhiều người định nghĩa ngồi yên là không có nhúc nhích. Thì đúng đó, ngồi yên là không có nhúc nhích. Trước hết thân nó không có dao động, mà thân không dao động thì tâm nó sẽ không dao động theo. Nhưng mà ngồi như vậy nó được cái gì? Không khéo nó đã thành khúc củi khô, hay là ông Phật bằng đá. Cho nên nó là, nhưng mà đừng có sợ bị người ta chọc quê như vậy rồi không có dám ngồi yên, phải ngồi yên trước. Nhưng mà không phải là đúng 1 năm hay là đúng 3 năm sau rồi mình mới phát triển niệm. Khi nào mình thấy cái tâm mình nó yên, nó vững rồi, mình thử nghiệm liền, thử nghiệm phát triển niệm coi. Như là phải quan sát cái tâm của mình, quan sát cái thái độ của mình mỗi khi nhìn lên một đối tượng. Thật ra đạo Phật rất là dễ hiểu các vị. Tôi sẽ tóm tắt cái nội dung đại ý của Phật pháp cho các vị nghe. Gọn lắm, dễ hiểu lắm. Tôi thì hơi nhiều chuyện để mà làm công tác này, chứ các vị thiền sư ngày xưa khi mà các thiền sinh tới hỏi thưa thầy đại ý Phật pháp là gì, là bị các vị thiền sư cho ăn gậy hết, không có trả lời. Tại vì thường chúng ta không thể định nghĩa được,
chúng ta phải tự cảm nhận lấy. Định nghĩa có thể làm cho chúng ta hiểu lầm. Ở đây thì tuy tôi có giới thiệu một cách cố gắng nhất, nhưng mong các vị cũng phải hiểu thêm, đào sâu thêm, chứ không phải chỉ có mấy lời của tôi mà có thể định nghĩa hết về giáo lý thâm sâu của Đức Phật được. Tạm ngưng tại đây thì tôi xin tóm tắt về cái trái tim của Đạo Phật. Ở trong Đạo Phật, nếu các vị đã từng nghiên cứu về kinh điển thì các vị sẽ gặp những cặp đối xứng sau đây. Thứ nhất, niệm và vô niệm. Thứ hai, trụ và vô trụ. Rồi tu và vô tu. Chứng và vô chứng. Hành và vô hành. Xả và bất xả. Rồi gì nữa? Tướng và vô tướng. Rồi còn nhiều lắm ha. Nó cũng giống nhau thôi. À, thêm cái tác lên đi. Tác và vô tác. Cũng như là sự và vô sự ha. Thế bây giờ mình nói tác và vô tác trước đi cho vui. Các vị thiền sư ngày xưa họ diễn đạt cái nghĩa này rất là hay. Giống như là mình tổ chức Vu Lan, giống như là mình không tổ chức Vu Lan. Mình hát giống như là mình không hát. Mình làm MC giống như là mình không có làm MC. Mình làm ban chăm sóc cũng giống như là mình không làm ban chăm sóc. Sao mà nó cũng giống như được ha. Mình làm MC, mình làm ca sĩ, người ta vỗ tay quá trời, hạnh phúc quá trời, mà làm sao mà nó dù cũng như được. Nếu mà cái tâm của mình trước khi làm MC và sau khi làm MC khác nhau là hỏng. Trước khi làm MC hay trước khi làm ca sĩ mình bình yên hơn. Nhưng mà sau khi làm MC, sau khi làm ca sĩ rồi mình rộng rã hơn. Và mình mong muốn có một chương trình như thế nữa để mình thể hiện tài năng. Các vị thiền sư ngày xưa diễn đạt như thế này: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nhãn quá trường không tức là con chim nhạn nó bay qua đầm nước, nó bay ngang qua. Nhãn quá trường không nhưng mà ảnh trầm hàng thủy, nhưng mà cái bóng của con chim nhạn nó in sâu với mặt hồ, tại vì mặt hồ mùa thu rất là trong, cho nên bất kỳ cái cảnh tượng nào nó diễn bày trên bầu trời đó, nó đều có thể soi xuống mặt hồ. Nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm, tức là con chim nhạn nó không có ý, nó để lại cái dấu vết nó trên mặt hồ, hèn chi khi nó bay qua rồi thì bóng dáng nó mất tiêu. Và mặt hồ cũng không có cái tâm muốn lưu lại cái bóng con nhạn. Con nhạn nó cần soi qua thì mặt hồ ghi nhận, đám mây cần bay qua thì mặt hồ ghi nhận, một vì sao xẹt ngang mặt hồ cũng ghi nhận, một cánh diều bay trên trời mặt hồ cũng ghi nhận, cái gì đi ngang qua mặt hồ thì mặt hồ đều ghi nhận hết. Nhưng mà mặt hồ không có nói tôi muốn đám mây hơn là con nhạn, vì vậy con nhạn ơi đừng có bay ngang qua đây, hay là đám mây ơi hãy bay lại một lần nữa đi. Nó không có cái đòi hỏi đó. Tác có nghĩa là làm, là hành động, là có lời nói và có hành động, là có tạo ra nghiệp. Giống như chúng ta làm việc với nhau, chúng ta working meditation, đó là vô tác. Làm nhưng mà không có thấy cái tôi của mình đang làm. Mình làm được cái tác phẩm đó, mình biết rằng nó đang đứng trên cái sự ủng hộ, cái sự giúp đỡ của đoàn thể. Một ca sĩ đứng trên sân khấu hát hay như vậy thì người ca sĩ đã phải biết rằng mình hát được như vậy là nhờ có khán giả đang chăm chú lắng nghe, và nhờ có ban nhạc chơi rất hay, nhờ có người MC giới thiệu rất tuyệt, nhờ có âm thanh rất tốt và vô số điều kiện khác nữa. Thậm chí người ca sĩ đó hôm nay mà trái gió trở trời, cái giọng nó hư rồi thì hát cũng không được nữa. Phải không anh Trần Đại Dũng? Vậy cho nên bất cứ một cái thành phẩm nào nó cũng đứng trên cái sự hội tụ của nhiều điều kiện. Thành ra khi mà anh làm một cái gì đó, anh làm ra tiền, anh chinh phục được người khác, anh có địa vị,
Thì tất cả những cái này nó đứng trên cái sự hợp tác của nhiều điều kiện, phải không? Cho nên khi anh làm á, mà anh không thấy cái ngã anh đang làm, thì cái đó được gọi là vô tác. Tại vì cái ngã anh không đang làm thì anh đâu có bị kẹt, anh đâu có bị attack nó, anh đâu có đòi hỏi phải kính trọng hay là khen tặng tôi đi. Cho nên làm mà không có kẹt vô nó thì được gọi là tác nhưng mà vô tác, hay là sự nhưng mà vô sự. Vô tác hay là vô sự không có nghĩa là không làm gì cả, ở không, chạy trốn. Đạo Phật hay ở cái chỗ là đi từ những cái bước căn bản nhất. Đó là đầu tiên là mình, các vị nhớ công thức này ha, vô tác, tác, vô tác. Thí dụ như mình muốn thực tập định tâm, mình muốn tâm hồn mình được tĩnh lặng, thôi mình không có làm gì nữa hết, mình xin nghỉ bớt một job, mình xin bớt công việc nhà để mình được ngồi thiền, mình xin đại chúng đừng có bắt mình làm ban chăm sóc hoài, để mình có thời gian mình thực tập cho nó có thảnh thơi hơn. Thì cái này được gọi là vô tác, giống như là không có làm, bớt làm lại. Cái vô tác này nó khác cái vô tác này. Rồi sau đó đó, đại chúng mới thấy mình tu tập ổn, gia đình thấy mình vững rồi, gia đình nói thôi anh thấy em tu thiền thời gian vững rồi, thôi bây giờ em kiếm thêm job nữa đi, hay là em ở nhà giữ con thêm phụ anh, hay là chúng ta cùng đi vacation nhé. Tất cả những cái này nó không có ảnh hưởng tới cái niệm lực hay cái định lực của mình. Tuy mình làm những cái việc đó nhưng mà mình vẫn giữ được cái phong độ của mình, vẫn giữ được nụ cười trên môi, vẫn giữ được cái sự thảnh thơi của mình, nó không hề hấn gì hết, thì nó trở thành một cái thứ vô tác. Làm mà như đâu có làm đâu, tại vì trong khi làm mình không có mong đạt được cái kết quả như ý mình muốn. Tại sao làm mà không có mong đạt kết quả thì làm để làm cái gì? Thí dụ như tổ chức một cái chương trình Vu Lan, cái mong đợi của mình là gì? Mình phải xác định ngay từ đầu, nếu không thì mình sẽ gặp khó khăn lớn. Cái chương trình Vu Lan là mình có cơ hội để mà làm việc chung với nhau, để mà cọ sát với nhau, để mà từng giờ từng phút sống trong cái tình huynh đệ, để mà thưởng thức những cái giây phút tưởng nhớ về mẹ. Mà mình làm được những điều đó thì những cái thất bại nhỏ nhặt chung quanh không là vấn đề nữa, phải không? Còn cái chuyện mà người đó hát hay hát dở, tổ chức đẹp tổ chức xấu, người ta đến nhiều hay người ta đến ít, cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là từng bước chân mình bước vào hội trường và mỗi bước trở ra vẫn giữ được cái năng lượng bình yên và không có tham sân si ở trong đó, không có mong cầu, không có chống đối, thì tác mà như là vô tác. Tôi có dự chương trình Vu Lan nhưng mà đi về chỉ có vui hơn chứ không có phiền não. Còn người ta mời mình giúp một cái bộ phận nào đó trong cái chương trình đêm nhạc thiền mà mình bực, mình khó chịu, mình la hét, mình bỏ, mình ra về. Thí dụ thiền thân chúng ta chưa có trường hợp đó, nhưng mà nếu có như vậy đó, hay là mình cảm thấy tại sao mình làm nhiều quá mà người kia ở không, thì như vậy tác mà thành tác luôn, có nghĩa là bị kẹt rồi. Vậy thì khi mà con chim nhạn nó bay qua đầm nước, con chim nó bay mất tiêu rồi mà cái mặt hồ còn hỏi ủa cái bóng con chim nhạn đâu rồi, sự kiện nó đi qua rồi bạn, chương trình Vu Lan đã chấm dứt. Chúng ta đang có mặt ở đây trong một giờ phút hiện tại cực kỳ màu nhiệm, mà tâm hồn mình nó vẫn còn lãng đãng ở đâu đó trong đêm nhạc, vẫn còn cái chuyện này chưa giải quyết xong, còn đối tượng kia mình phải nói chuyện với họ cho ra lẽ, còn nhiều thứ ở trong đó lắm. Vậy thì khi cảnh nó đi qua rồi mà tâm nó còn bám chặt thì gọi là bị kẹt. Ở một chỗ khác, một vị thiền sư khác diễn đạt cái bài này lý thú hơn nhiều. Tôi đọc cái âm Hán Việt các vị nghe ha. Phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bất lưu thinh, nhạn quá hàng đàm, nhạn khứ như đàm vô lưu ảnh, thị cố quân tử. Sự lai như tâm thỉ khởi, sự khứ như tâm tùy không. Bài này diễn đạt đầy đủ hơn. Khi gió thổi qua bờ trúc, phong lai sơ trúc, phong khứ như trúc bất lưu thinh. Khi gió thổi qua mình trúc, trúc sẽ lao sao, sẽ nghiêng ngả theo chiều gió, nhưng khi gió đi rồi, trúc trở lại vị trí ban đầu. Người con trai ấy, người con gái ấy
đi vào cuộc đời mình, mình có lao sao? Mình có được cuộc sống, mình có khác chứ, có bị xáo trộn chứ, phải không? Đâu thế nào mình sống như là không có người kia tới được. Mình phải sắp xếp phòng ngủ lại nè, mình phải ăn uống có giờ giấc lại nè, mình phải đi về nhà sớm đúng giờ nè, mình phải nghe điện thoại thường xuyên nè, mình phải chấp nhận người ta càm ràm mình nhiều hơn nè, mình phải chấp nhận mất tự do hơn nè. Nhưng khi người đó đang ở trong cuộc đời mình, hoặc là người đó dọn ra khỏi cuộc đời mình, thì mình vẫn là chính mình hay không? Hay là người đi một nửa hồn tôi chết? Mà bán một nửa linh hồn như vậy thì phí vô cùng. Cho nên tá mà trở thành tá quát, kẹt cứng phải không? Cái này nó chỉ là lý thuyết thôi, nghe rất là hấp dẫn. Cái mà chúng ta muốn được nó đó là bắt đầu từ niệm và định. Cái chiếc chìa khóa nó nằm ở đó. Để đạt được cái trình độ, mình thêm cái nữa là động và bất động, nó cũng nằm chung cái ý nghĩa với nhau. Gió đi rồi mà Trúc còn hỏi gió ở đâu? Sao gió không tới đây? Hay là người ta đi rồi mà còn lao sao gì? Phải không? Còn gió thì Trúc mới lao sao chứ, gió đi rồi mắc cái gì mà Trúc lấy cái gì mà Trúc lao sao chứ. Vậy mà không có gió Trúc vẫn lao sao như thường. Điều đó có nghĩa là bị kẹt phải không? Tiếp theo là nhạn, nhạn quá hằng đàm, nhạn khứ như đàm vô lưu ảnh. Nó giống như bài thi kệ hồi nãy. Câu thứ ba là thị cố quân tử. Cái chữ quân tử đây có nghĩa là người có hiểu biết. Cho nên nếu anh là người có hiểu biết, nếu chị là người có hiểu biết, thì cần nhớ cặp này: sự lai nhi tâm thị khởi. Bữa nay mình không thèm viết chữ tàu nữa ha. Tàu nó kiếm chuyện với mình nhiều quá rồi. Sự khứ nhi tâm tùy không. Các bạn nên có cái cặp này, nếu muốn thì thuê người viết thư pháp cho hai câu này, treo trong phòng. Sự lai nhi tâm thị khởi là khi mà sự việc nó đến thì mình tiếp xúc rất là hết lòng chứ không có chạy trốn. Khởi là nó phát hiện lên, nó tiếp xúc, đem hết con người mình ra để mà thương người đó, để mà đối xử tử tế với người đó. Mình đem hết tài năng của mình ra để cống hiến cho đại chúng chứ không có chạy trốn. Và sự khứ, sự việc đó đã chấm dứt rồi, chương trình Vu Lan đến đây đã chấm dứt rồi, thì giống như nhi tâm tùy không, trả tâm trở lại vị trí ban đầu như là chưa từng có chuyện ấy xảy ra. Nếu mà đi vào trong cuộc đời đạt cái trình độ đó, gọi là bất động. Cuộc đời rất là động nhưng mà mình thì bất động. Mình vẫn giữ được cái bản chất thanh tịnh không nhiễm ô của mình, giữ được cái sự vững chãi thảnh thơi của mình. Cái đó gọi là bất động. Thì cái con đường của Đạo Phật không phải là con đường yếm thế, con đường bi quan, con đường chán chường, con đường chạy trốn. Đạo Phật là dấn thân vào cuộc đời để mà xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn. Để mà chỗ nào còn bóng tối của khổ đau của vô minh thì Đạo Phật phải có mặt trực tiếp và hết lòng để giúp đỡ, để đưa ánh sáng chân lý trở về, để làm cho cái khổ đau nó biến thành hạnh phúc. Nhưng mà để làm được điều đó, không phải bạn dùng cái ý chí mà làm được. Không phải bạn nói là thưa thầy, con có tấm lòng, cho con làm ban chăm sóc đi. Không thể được. Anh bước chân chưa có vững, anh nói chưa có chững chạc, anh nhìn chưa có đoan chánh, anh còn lao sao, anh còn ngờ vực, anh chưa có niềm tin vững vào pháp môn, anh chưa có tu sâu vào pháp môn. Cho dù anh có tấm lòng thì chúng tôi biết ơn anh, chúng tôi ghi nhận, nhưng không thể làm ban chăm sóc. Cuộc đời rất là cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng đâu phải ai cũng có thể giúp đỡ được. Chúng ta phải có thực lực, chúng ta phải có bản lĩnh, chúng ta phải có khả năng thực thụ, chứ không phải là muốn làm thì làm. Ủa, đâu phải mình muốn thương người nào là mình thương được đâu. Mình muốn thương phải không? Nhưng phải
xin hãy chờ đấy. Rồi về tập luyện khả năng thương chứ. Bộ anh tưởng rằng cái tình thương là một cái gì đó nó có sẵn trong anh là anh có thể sử dụng được sao? Đúng, năng lượng tình thương vô biên nó luôn có sẵn trong chúng ta, nhưng mà mấy ai có thể tiếp xúc và sử dụng được. Cho nên bắt buộc anh phải đi qua một cái quá trình đào luyện. Quá trình đào luyện đó gọi là thiền tập. Thiền tập để làm sao mà cái sự việc nó lai hay sự việc nó khứ, khi tiếp xúc bất kỳ đối tượng nào thì một cái người có hiểu biết đều không bị vướng kẹt. Tiếp xúc mà không bị vướng kẹt, trần mà bất nhiễm trần thì mới đi vào trong cuộc đời chứ, mới lăn xả chứ. Còn mình làm tới đâu mình kẹt tới đó, làm tới đâu tham sân si nó nổi lên tới đó, thì làm để làm gì? Cái đối tượng, cái đại chúng kia cũng không được thừa hưởng gì, mà bản thân ta cũng bị sụp đổ trong đời sống tâm linh. Vậy thì Đạo Phật mới khuyên chúng ta nên qua một cái giai đoạn tu luyện bản thân. Cái đó được gọi là tự lợi. Tu luyện cho bản thân trước đã. Anh muốn chọn người đó đi vào trong cuộc đời của anh á, thì anh nên tu luyện bản thân anh trước. Anh phải thức ngủ đúng giờ giấc, anh phải làm chủ được cảm xúc của mình, anh phải trân quý bản thân của chính mình, thì người kia đi vào trong cuộc đời anh họ mới có tương lai. Chứ đâu phải anh cô đơn lạc lõng quá rồi anh đi tìm đại một cái người nào đó để khóa lấp vào nỗi cô đơn, thì anh chỉ đưa cuộc đời người ta đi xuống thôi. Có nghĩa là anh chỉ cần người ta thôi chứ anh đâu có giúp được người ta đâu. Vậy thì không phải mình trở thành một tu sĩ của Đạo Phật hay là một cái người thuần túy đi theo Đạo Phật theo cái nghĩa là Phật tử mình mới làm chuyện này, mà bất kỳ ai cũng phải trải qua cái nguyên tắc mà Đức Phật khám phá ra được, đó là chúng ta đi từ tự lợi rồi mới lợi tha, đi từ cái không gian ít có sự kiện xảy ra, tức là mình phải tìm cho mình một môi trường tốt để bảo đảm an ninh cho cái sự luyện tập đời sống nội tâm của mình. Rõ hơn nữa là chúng ta phải giới hạn bớt sự tiếp xúc với các đối tượng. Mình biết là mình gặp các cô là mình sẽ sao động, mà cô nào có cái giọng nói đó, có cái dáng đi đó là mình sao động rất là dễ dàng, thì phải giới hạn sự tiếp xúc lại, phải không? Gặp là phải né liền. Cho nên là mình đã nói là cái con khỉ thì nó phải bịt bớt mắt, bịt bớt tai, bịt bớt miệng, là tại vì nó cần một cái giai đoạn đào luyện như vậy. Người ta nhìn vô Đạo Phật, người ta chỉ thấy cái chỗ này thôi, thì người ta cho rằng Đạo Phật là yếm thế, Đạo Phật là tiêu cực. Thí dụ như trong năm giới mà sắp tới đây chúng ta sẽ có lễ truyền năm giới. Trong cái giới đó nó mang tính chất của tiêu cực và tích cực. Giờ mình nói chữ cho chút xíu. Tiêu cực và tích cực. Có nhiều người nghĩ tiêu cực là xấu. Tôi không cho như vậy. Tiêu cực nó chỉ gọi là trung bình thôi. Thí dụ như cái giới không sát sinh, ý thức được cái khổ đau của mình là do cái sự xâm phạm vào mạng sống của muôn loài, cho nên mình xin nguyện là không có giết hại sinh vật. Cái này được gọi là tiêu cực. Nhưng mà mình phát nguyện thêm một cái điều nữa là sẽ bảo vệ mạng sống của nó, tìm cách để mà giữ gìn mạng sống của muôn loài, thì cái này gọi là tích cực. Thí dụ như mình không làm khổ người kia là tiêu cực. Cái đó chỉ mới là tiêu cực thôi đó. Còn mình làm cho họ có hạnh phúc nữa đó, cái đó là tích cực. Một thiền sinh tới đây mà đi đứng cho có chánh niệm, làm đủ bổn phận của ban tổ chức giao, cái đó gọi là tiêu cực. Mà vị thiền sinh đó còn biết giúp đỡ những thiền sinh bên cạnh, cái này gọi là tích cực. Cuộc đời của chúng ta nó đi theo nguyên tắc đó thôi. Chúng ta phải đi từ tích cực, xin lỗi, đi từ tiêu cực rồi đi lên tích cực. Nếu mà ở tiêu cực hoài đó thì Đức Phật mới chê là cái người này là đi chiếc xe nhỏ, đi chiếc xe có hai chỗ, gọi là tiểu thừa. Còn cái người nào mà muốn đi lên tích cực, Đức Phật nói người này đi xe bus 50 chỗ, hay là đi chiếc xe lửa mấy ngàn chỗ, người này là đại thừa, là đi xe lớn. Ai mà không khoái đi xe đại thừa, phải không? Nhưng mà phải có bản lĩnh nào, chứ đâu phải muốn mà được. Ai mà không muốn mở lòng ra để thương tất cả mọi người, nhưng mà phải có cái bản lĩnh nào. Vậy thì cái vấn đề được đặt ra là trong khi anh chưa có bản lĩnh để thương, để giúp nhiều người, nhưng mà anh phải thú hướng,
Có nghĩa là anh phải phát nguyện anh sẽ đi con đường đó, thì cuộc đời anh nó mới khá được. Chứ anh đừng có nghĩ rằng cái khả năng anh tới đây nó hết rồi, cho nên anh tự đóng bít cái trái tim mình lại. Anh nói rằng không, tôi chỉ thương có 3 người thôi. Cuộc đời tôi chỉ thương được có 3 người thôi. Một người thứ tư không thể trèo vào trái tim tôi được. Thì cái này nó làm cho cuộc đời mình bé nhỏ trở lại. Tôi có nhớ hai câu thơ của Chế Lan Viên rất là dễ thương. Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Nếu mình có giấc mơ nhỏ thì cuộc đời mình nó nhỏ thôi. Còn nếu mình có giấc mơ lớn thì cuộc đời mình nó sẽ lớn. Tùy thuộc vào cái giấc mơ, cái định hướng của mình. Vậy thì các vị nhớ hai câu này chưa? Sự lai nhi tâm thủy khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Làm sao để mà đi vào cuộc đời đầy xáo động mà mình bất động? Bất động ở đây không nghĩa là chạy trốn, chạy trốn hoàn cảnh. Thí dụ mình có một cái người lúc nào cũng cằn nhằn mình hết, lúc nào gặp mình cũng đem bao nhiêu chuyện phiền phức, cho nên là mình hay trốn trong phòng, hay là mình hay cúp điện thoại. Thì cái trường hợp này là tiêu cực đó. Nhưng mà tại vì mình biết rằng mình cần có một cái năng lượng vừa đủ để bảo vệ mình trước. Nếu mà mình không có bảo vệ mình được, mình nhấc điện thoại lên hay là mình nói chuyện với người đó, thì mình sẽ làm cho người đó khổ. Mình sẽ buông ra những cái câu nói, những cái hành động rất là thất niệm, không có kiểm soát được. Cái giai đoạn này không có bị chê, nhưng nó sẽ bị chê nếu như chúng ta không có muốn phát triển nữa. Chúng ta chỉ muốn cuộc đời chúng ta ở nhiêu đó thôi. Và khi mình có năng lượng trở lại rồi thì mình phải mở điện thoại lên, mình phải ngồi xuống lắng nghe mọi người. Cái này nó mới gọi là tích cực. Nhưng mà nếu mà mình ngồi xuống lắng nghe mà mình vẫn còn bị dao động, vẫn còn nổi giận, thì thôi, đóng cửa tu tiếp. Phải không? Bây giờ mình nói tới xả và bất xả. Cái chữ xả này nó đầy đủ là buông xả. Mình có bao nhiêu chữ buông xả ngoài kia rồi phải không? Buông xả viết theo thư pháp á, buông xả, letting go. Tôi hay dùng cái hình ảnh là khi mà con thuyền của mình nó nặng quá, nó khẩm á, thì nó không có nhúc nhích được, nó không có đi tới được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình quan sát mình thấy là cái chiếc thuyền của mình nó chứa quá nhiều hàng hóa trên đó, mà cái thùng nào cũng cần hết. Không có thùng nào mà mình thấy là nó không có giá trị, cho nên cái nhà mình không có lối đi luôn. Đồ rẻ gom về để đầy ở trong nhà. Phòng ngủ không có chỗ thở nữa, quần áo chất đầy ở trong đó. Mỗi người thì chừng 10 bộ, 20 bộ thôi, mắc gì cả trăm bộ. Đôi giày thì 3-4 đôi đi được rồi, tại sao phải mấy chục đôi giày? Cho nên là cái này làm cho mình kẹt. Tại vì mình phải thấy cái đẹp của mình nó nằm ở chỗ nào, chứ đâu phải ở dưới bàn chân hay là cái áo. Người con gái đẹp là người con gái có dáng đi đẹp, có cái nhìn đẹp, có lời nói đẹp. Người con trai đẹp là người con trai có một cái hành động đẹp, có một cái suy tư đẹp. Đẹp phải là deep inside chứ. Chứ đẹp gì mà ở bên ngoài không thì đâu có giá trị mấy. Vậy thì Đức Phật nói các vị sở dĩ các vị mà không khá lên được, không có bình an hạnh phúc nhiều, không có tự do nhiều, là tại vì các vị sai lầm khi các vị gom về nhiều quá. Các vị phải xả bỏ bớt. Cái gì mà khiến cho các vị mất thời gian, mất năng lực, tổn phí nhiều cái giá trị tâm hồn thì các vị buông bớt đi, đẩy ra bớt. Và Đức Phật đề nghị mình bỏ từ cái vật chất thô thiển cho đến những cái nhu cầu về tiện nghi, về tinh thần, như là sự kính trọng, sự ngưỡng mộ, bỏ luôn đi, không có cần. Cái đó gọi là xả, là letting go, là buông xả. Nhưng mà mình có một người thương thôi, xả là coi chừng á. Nhưng mà đây không phải là đỉnh cao của Đạo Phật. Đỉnh cao của Đạo Phật là bất xả.
đây mình có thiền xả này. Thiền xả chính là bất xả, là không có xả gì hết, gom vô hết cho nó mập lên. Đỉnh cao của đạo Phật là bất xả, có bao nhiêu người thương cũng được hết, người ta đem đến cho mình cái gì mình cũng nhận hết, nhưng mà không kẹt. Hai cái trình độ khác nhau. Trình độ là mình chủ động mình gom vô, mình kẹt ở trong đó. Và trường hợp thứ hai là nó đến đi một cách tự nhiên, mình không có kẹt. Một cái người mà đạt đến trình độ bất xả rồi, họ không có câu nệ về hình thức, họ không cần phải trình diễn cho mình thấy họ là một cái người sống không có tài sản. Nhìn họ có tài sản, nhưng mà tài sản này để phục vụ cho đại chúng, chứ họ không lấy làm sự thỏa mãn riêng. Thành ra cái người này đạt cái trình độ bất xả. Mình không thể bỏ người thương mình để trở thành thầy tu được, không thể buông xả được, tại vì mình bỏ thì người kia khổ chết đi, người kia sẽ tự tử chết. Cho nên là thôi, bây giờ mình bất xả, giữ nàng đó nhưng mình vẫn tu được. Chịu không Phương Bình? Chịu không Tường Nhật? Nhưng mà mình thấy là cái bất xả này tu không được, chắc phải xả tu mới được, thì mình tạm xả, lén lén xả. Vậy thì mình làm luôn đi, xả nhi bất xả, xả mà không có xả. Hiểu không? Có lộn xộn không ha? Vậy thì nó giống trường hợp trụ nhưng mà vô trụ. Tôi nhắc lại, ở trong bản kinh Kim Cương, kinh Kim Cang, thì thầy Tu Bồ Đề mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ mình phải để tâm mình trên cái đối tượng nào để cho nó có bình an, nó có hạnh phúc, để cho phiền não nó không sinh khởi? Thì Đức Phật nói: bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu này mình cũng phải nằm lòng luôn. Đây là mấy cái bụ bối. Ưng có nghĩa là nên, vô sở trụ tức là không có cái chỗ nào trụ mà sinh tâm. Nói vậy sao hiểu được? Đó là người Tàu họ dịch như vậy. Tôi dịch lại dễ hiểu hơn nè. Cái tâm mình đặt ở đâu cũng được hết, đừng có kẹt là được rồi. Dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Vậy mà tôi nói như vậy, nhiều người nói là tôi nói không kinh điển. Nói không kinh điển dễ hiểu hơn mà không chịu, mà phải nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà viết chữ Tàu ra nữa thì nó mới giống kinh điển. Tàu nó sắp cướp nước tới nơi rồi, viết chữ Tàu làm cái gì? Vậy thì mình tu để mình đạt cái này nè, chứ không phải mình chạy trốn cái gì hết. Đối tượng nào mình cũng tiếp xúc hết, hoàn cảnh nào mình cũng có thể có mặt được, nhưng mà không có bị kẹt. Không bị kẹt có nghĩa là gì? Không cho tâm tham cầu và tâm chống đối phát sinh, vẫn giữ được cái tâm trong sáng ban đầu. Vậy thì cái cuối cùng, niệm mà vô niệm. Hồi từ rồi chúng ta đã nói một lần, bây giờ chúng ta phải nói một lần nữa cho dễ hiểu. Tại vì cái chữ niệm này nó liên quan suốt cái tiến trình tu hành của chúng ta. Tại vì chúng ta đã nói trong cái buổi trước là có nhiều dòng thiền của truyền thống, họ cho rằng cái chữ vô niệm là không được sinh khởi một cái ý niệm nào ở trong tâm hết. Nhưng mà chúng ta đã học về thiền, hiểu biết rồi, cái trạng thái mà giữa hai ý niệm nó sinh khởi với nhau, cái khoảng giữa này mà chúng ta duy trì, không cho cái niệm nó sinh khởi, thì nó chỉ là định thôi, chứ không phải là vô niệm. Ý niệm mà nó không sinh khởi thì để làm được cái gì? Chỉ trở thành một cái người ngồi thiền như vậy thôi, đâu có lợi ích gì cho cuộc đời này đâu, đâu có lợi ích gì cho bản thân ta đâu. Vậy thì ý niệm nó cứ tự nhiên ra đời, nhưng nó không nằm trong sự điều khiển của phiền não, của tâm tham cầu và chống đối. Anh này là vô niệm. Đức Phật nói không biết bao nhiêu kinh điển, chúng ta dẫn chứng từ dưới lên trên. Mà để minh họa cái chữ vô niệm này lần nữa, thì chúng ta hãy trở về với cái câu là tu nhưng mà nó vô tu, chứng mà nó vô chứng, hành mà nó vô hành. Cái câu này ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói: các thầy nghĩ các thầy là thầy tu hả? Các thầy có cái hình thức uy nghi đó, có cái đầu không tóc đó, có cái áo vuông đó, có cái dáng đi đó,
có cái Ikasa đó, có ngồi thiền, có tụng kinh đó, các vị nghĩ các vị tu à? Chưa chắc. Ngồi đó nhưng mà chẳng có tu gì cả. Hình thức đó không nói lên sự tu tập. Tu mà không kẹt vô mình khác với mọi người, mình đặc biệt hơn mọi người, không có kẹt vô cái ngã, tu mà không có ai biết hết, thì cái đó mới gọi là thật tu. Tu nhưng mà vô tu. Đừng có dàn trận nhiều quá, đừng có sắm áo tràng, sắm chuỗi, sắm kinh rồi phải lên lịch ngồi thiền làm rùm beng hết, thì bà xã bà sợ thôi. Phải không? Mình tu sao mà ta không thấy mình khác biệt gì cả? Nhưng mà họ nhận ra sự khác biệt mình trong cái sự chuyển hóa tâm thức của mình nhẹ nhàng. Chứ các anh mà lúc nào cũng làm ra vẻ hết thì chưa có giỏi đâu. Và hành nhưng mà vô hành. Chúng ta có bài kệ là, bài thi kệ này rất là dễ thương. Bài thi kệ ngồi thiền: ai là kẻ hành thiền? Ai đang được an nhiên, không động và không tịnh, không có pháp nào trên? Anh nói anh ngồi thiền nửa tiếng phải không? Anh tiêu rồi. Đúng, đứng về mặt tương đối thì tôi ngồi thiền chứ ai? Chứ không lẽ chị? Chứ không lẽ anh? Tôi ngồi thiền. Nhưng mà cái tôi này phải hiểu rằng cái vô ngã, cái hợp thể đó, nó mới vừa làm cái chuyện đó. Trong sự hỗ trợ chừng mực nào đó của vũ trụ, nó mới làm được chuyện đó. Chứ không có một cái ngã nào làm cách rời rạc mà không cần ai hết. Thành ra cái trạng thái định tâm này đâu phải là của anh, nó là sản phẩm của vũ trụ. Vì thì hành nhưng mà vô hành, nó cũng giống như tác nhưng mà vô tác. Tu mà không có thấy mình tu, không có kẹt mình tu, không có ngồi xích ra khi người ta ngồi gần mình, mình nói người này có cái mùi nhiễm ô quá, không có được ngồi gần mình phải ngồi xích ra. Tu thì là kẹt rồi phải không? Người ta không tu mà người ta không kẹt, còn mình tu mà mình kẹt là chết rồi. Cho nên là tu mà vô tu, hành vô hành thì chắc chắn chứng là sẽ vô chứng. Hôm nào đó các vị nói: thưa thầy, con đã chứng rồi. Cái này là nổi chứng thì có. Chứng mà còn thấy mình chứng, thấy có một cái ngã chứng, thấy mình hơn mọi người, mọi người là u mê trần tục, chỉ có ta là thánh thiện thôi đó, thì không có chứng gì hết. Có nhiều thiền sinh gặp tôi hay khoe là cái tâm của con bây giờ nó trống lắm thầy ơi. Tôi bắt đầu lo. Lạc đường là lạc từ cái chỗ đó đó. Cái người nào mà tu thiền mà bị tẩu hỏa nhập ma đó, là bắt đầu từ cái chỗ đó đó, nó mới tẩu hỏa. Chứ mà tu sơ sơ làm gì có cái chuyện tẩu hỏa. Cái người tẩu hỏa là cũng giỏi lắm nó mới tẩu hỏa. Có nghĩa là miệt mài trên một cái con đường đầy tham vọng của sự tu hành. Cho nên cái câu hỏi tu có nên tham hay không, tôi nói nên tham trên một cái tâm vô ngã. Có nghĩa là mình muốn chứng đắc để làm gì? Để mình phá được cái bản ngã mình, để mà mình yêu thương, giúp đỡ cuộc đời. Cái đó là vô ngã. Trên cái tinh thần vô ngã thì cái tham đó nó không phải là phiền não. Ta tạm gọi cái tên nó là tham thôi, chứ bản chất nó không phải là tham. Đó là sự tinh tiến, đó là sự mưu cầu tiến bộ để độ người, độ đời. Vậy thì niệm nhưng mà vô niệm. Muốn đạt được trạng thái tiếp xúc với mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh mà không để cho cái phiền não nó sinh khởi, muốn đạt được cái vô niệm này thì bắt buộc phải trải qua một quá trình của định lực. Chứ không phải nói suông như vậy. Không thể nói không sao đâu. Có người nói rồi: anh không được quen cô gái đó, anh đi vào đó là cô đó sẽ làm cho anh khổ chết thôi. Mình không sao đâu, tôi khỏe lắm, tôi vững lắm, cứ để tôi đi đi. Phải không? Cho nên là mình không thường không thấy được cái sức của mình. Cho nên có một bộ phận rất lớn những người hiểu lầm, hoặc là hiểu chưa có tới giáo lý thâm sâu của Đạo Phật, đã vội nhảy vào cái vế phía sau trong khi chưa hoàn thành cái vế phía trước. Họ muốn vô niệm, họ muốn vô trụ, họ muốn vô chứng, họ muốn vô tướng, vô tác và bất động, mà đều sập hầm hết. Họ đã đi vào trong cuộc đời này, họ làm công tác từ thiện, họ giúp đỡ người khác, mà trở thành những con người đầy phiền não, đầy đau khổ. Họ tự xưng họ là người có thể đem tới hạnh phúc cho một người nào đó, nhưng mà từ ngày họ lấy người đó rồi, họ trở thành nạn nhân của khổ đau.
Cho nên dù không phải tu theo đạo Phật, chúng ta bước vào trong cuộc đời này, chúng ta phải đi theo nguyên tắc từ tự lợi cho tới lợi tha. Cái câu hỏi được đặt ra là tự lợi đến bao giờ thì mới lợi tha. Chúng ta không thể nói là tự lợi 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Mà trong khi tự lợi, chúng ta thỉnh thoảng lợi tha. Nếu khi lợi tha mà chúng ta thấy mình bị kẹt thì trở về tự lợi. Nếu khi tự lợi mình thấy mình vững thì lợi tha. Nói dễ hiểu là khi mình sống chung với người nào thì mình nên nhớ là mình vừa dành thời gian bồi dưỡng cho chính mình, vừa dành năng lực để bồi dưỡng cho người thương mình, chứ không phải lúc nào cũng quấn nhau, hay là lúc nào cũng ở phòng riêng, lúc nào cũng chạy trốn, lúc này lúc khác. Điều đó nó rất giống với định và niệm. Định giống như là tự lợi và niệm giống như là lợi tha. Định là trở về với chính mình, không có quan sát, không có để ý gì tới đối tượng hết. Niệm là bắt đầu quan sát để hiểu đối tượng. Tại vì chỉ có niệm mới cho chúng ta cái sự hiểu biết, đúng không? Mà chúng ta nói rằng cái thiền hiểu biết này nó không phải là niệm nữa, mà nó là chánh niệm. Hiểu biết trên một thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn đó là một cái tâm trong sáng, không mang theo tâm tham cầu và tâm chống đối. Một cái nhìn trực giác, nhìn vô đối tượng đó là tự hiểu về nó, mà không mang theo kinh nghiệm tích lũy hay là kiến thức tích lũy. Thì cái đó mới là cái trái tim của sự thực tập của chúng ta. Vậy thì chúng ta áp dụng như thế nào vào trong đời sống? Nếu chúng ta là một thiền sinh thì mới bắt đầu thiền tập, thì giai đoạn này chúng ta cần phát triển định lực nhiều hơn. Cố nhiên vì chúng ta không phải là người sống trong tu viện một ngày 24 tiếng, chúng ta phải sống với người khác, chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều đối tượng. Nghĩa là chúng ta phải dùng niệm rất là nhiều, phải không? Để giải quyết vấn đề, để làm công việc. Mà cái niệm đó là thất niệm rồi, chứ không có dễ gì nó là một cái niệm mà chúng ta đang thực tập, đó là chánh niệm đâu. Thì chúng ta chấp nhận cái niệm chúng ta nó phát triển quá nhiều trong đời sống. Cho nên chúng ta cần phải sắp xếp cuộc đời chúng ta lại, cái cách sống của chúng ta lại, để cho cái niệm nó đừng có cơ hội phát triển nhiều trong cái giai đoạn này. Để làm gì? Để chúng ta dành thời gian phát triển định. Cái cơ hội nào phát triển định nhiều nhất? Đó là ngồi thiền. Chỉ có cái sitting meditation nó mới phát triển cái định lực mạnh thôi. Tại vì mắt chúng ta mà mở ra một cái rồi là bao nhiêu cảnh giới nó hiện bày. Lỗ tai mà mở ra một cái rồi bao nhiêu âm thanh nó đi vào. Sức mấy mà định nổi. Cho nên là phải tắt những cái âm thanh, những cái hình ảnh đó, đóng các giác quan lại, ngồi thiền trên một cái gối để thu thần lực lại, gom sức mạnh trở về tâm hồn để chuẩn bị sôi thấu vào phiền não. Đừng có lo chinh phục người khác, đừng có sợ người kia giận mình hay thích mình hay không, cái đó nó không quan trọng đâu. Khi tâm hồn mình mà vũ bớt phiền não rồi thì mình có thể làm cho đối tượng kia theo cái kiểu mình muốn. Mà không phải mình dụ họ hay đưa họ vào con đường tâm tối nha. Nếu mà dụ họ đưa họ vào con đường tâm tối thì tà định mất rồi, hay là tà niệm mất rồi. Vì mình làm cho họ có tự do, có hạnh phúc hơn, cho nên gọi là chánh định và chánh niệm. Không có đồng hồ đây thì nói cho tới chiều luôn, đâu có biết giờ đâu. Thôi mình thêm 5 phút nữa đi ha. Hiểu không Hương Giang? Chúc chúc ha. Con hiểu không? Dạ không. Con quá là thành thật. Cái người nào mà ít nói trầm lắng nhiều quá, ở đây ai ít nói trầm lắng các vị? Người nào gọi tên giùm. Thiền có, thiền trà, thì nên tu niệm nhiều. Quan sát tâm mình, quan sát lên đối tượng. Nếu mà để cái tâm mình nó chìm lắng trong cái vô thức như vậy đó, thì nó dễ đi tới trầm cảm lắm. Nó dễ thôi. Im nhìn im như vậy nhưng mà nó có cái sự vận hành ở bên trong mà mình không có thấy. Còn những người lao sao mình nhìn vô mình thấy cái sự vận hành của họ, phải không? Thành ra cái định nó che giấu nhiều thứ lắm.
Thí dụ như khi mình nói chuyện nhiều quá, trở thành một cái máy nói, ông xã khổ quá, người thương mình than nói là sao em nói nhiều quá, anh nhức đầu quá, thì mình tự ái. Cho nên mình hứa với lòng là thôi không nói nữa, giờ năng nỉ cũng không nói nữa. Cho nên mình tự tập noble silence, dán giấy tổ bố lên đây nè, đừng có hòng mà mở miệng em ra. Thì ông xã nói ok, thấy 3 ngày mà không nghe cái máy đó hoạt động thì cũng thấy khỏe nhẹ ghê, cho nên không thèm động tới luôn. Thì cái trạng thái này mình có thể gọi là định. Nhưng mà nếu cái người này quyết tâm để mà thay đổi cách nói năng của mình lại, chứ không phải là một cái sự giận hờn tự ái. Chúng ta thực tập im lặng rất là cần trong một cái đoàn thể. Cái người nào tính đoàn thể im lặng, người đó có định lực nhiều. Tại vì họ không có khuynh hướng chạy ra khỏi chính họ để mà chia sẻ cái này cái nọ. Họ không muốn lăn xả vào cuộc đời vật lộn, họ gần chết rồi, tới đây mà còn muốn chạy đua nữa thì đi làm cái gì. Tới đây họ ngồi rất là yên. Yên đó chính là định. Họ có định tâm. Thành ra cái bước đi hay là cái việc làm của họ chính xác vô cùng. Nhưng mà mình thực tập im lặng rồi, sao mình truyền thông với người khác những cái ý tưởng hay, những cái ý tưởng đẹp. Mà người thương của mình cũng cần những cái lời nói dễ thương của mình để nâng đỡ họ nữa chứ, phải không? Cái đó mới là tích cực á. Im lặng nó chỉ mới là tiêu cực thôi. Vậy thì mình phải mở lời. Khi mình thấy mình mở lời ra là xây dựng niềm tin yêu cho nhau được á, thì mình mở lời. Chứ mình ở với người ta mà suốt từ năm này qua năm khác, người ta hay mình cũng không khen, người ta giỏi mình cũng không công nhận, rồi mình có những cái đẹp trong lòng mà mình cũng không chia sẻ được, thì thôi vô rừng ở một mình đi chứ. Tại vì cuộc sống là cần sự hỗ tương, nuôi dưỡng lẫn nhau. Mà mình cứ im lìm, mà mình cứ gầm gầm như vậy thì đâu có nuôi dưỡng được ai, phải không? Cho nên im lặng nó chỉ là một cái giai đoạn tạm thời, để rồi mình nói trở thành chánh ngữ, một lời nói có thể nuôi dưỡng cho nhau. Vậy thì tu thiền nó cũng giống như vậy thôi. Một thời gian chúng ta cần một cái không gian đủ duyên, đủ hoàn cảnh thuận lợi để phát triển về cái pháp hành của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào mà không hề bị dao động. Thì tóm lại cái lời nhắn nhủ của tôi dành cho các vị từ bây giờ cho tới khi chúng ta bắt đầu trở lại khóa tu thu đông, thì các vị về nhà nhớ thực tập đi thiền hành cho nhiều, thực tập để ý tới bước chân của mình. Đầu tiên là mình phát triển định lực thôi, và chú tâm trên cái hơi thở của mình cho thật là nhiều. Mỗi khi mình ngồi không có làm gì thì nên theo dõi hơi thở, chứ suy nghĩ vẩn vơ để làm chi, đâu có lợi ích gì đâu. Hơi thở chúng ta có thể chia là ra làm hai phần, phần định và phần niệm. Đầu tiên là mình chỉ chú tâm trên hơi thở mà không cần biết hơi thở mình như thế nào, chỉ muốn cho cái tâm nó yên thôi, phải không? Cái tâm nó mệt mỏi quá, nó cần tựa trên hơi thở. Cái này được gọi là định tâm. Nó không có niệm gì cả. Nhưng mà khi mà định lực nó có rồi, sức mạnh được hồi phục, thì nó sẽ quan sát cái đối tượng mà nó đang tựa là cái gì. Thí dụ như khi mình mệt mỏi quá, mình trở về mình dựa vào người thương của mình, thì lâu lâu mình được phép như vậy chứ, phải không? Thì cái đó là mình cần sự tiếp sức. Nhưng mà khi mình có sức khỏe rồi thì mình phải quay lại coi người thương mình đang trong tình trạng như thế nào để mình bù đắp trở lại. Vậy thì khi mình nương tựa trên hơi thở, hơi thở giúp cho mình có cái sự tập trung, cái sự dừng lại, thì mình phải nhìn cái hơi thở của mình nó ra làm sao, quan sát cái hơi thở đó nó diễn ra như thế nào. Cái đó được gọi là niệm lực, phải không? Vậy thì niệm và định nó đắp đổi liên tục với nhau mỗi ngày trong đời sống. Tuy nhiên có những khoảng thời gian mình dành phát triển định riêng ra. Định là định. Có những thời gian mình phát triển niệm, niệm là niệm. Có những khi mình trộn hai cái lại với nhau. Tôi nói như vậy thôi, chứ thực chất trong chiều sâu của niệm nó chưa định, trong thực chất chiều sâu của định nó chưa niệm. Nhưng mà cái biểu hiện là cái định, cái biểu hiện là cái niệm. Nhìn vào biểu hiện đó mà mình có tên gọi thôi. Cho nên không có con đường vắn tắt nào hết.
không có sự thông minh nào nó can dự vào cái chuyện tiến bộ trên con đường thiền tập hết, chỉ có cái sự kiên trì một cách điều đặn, chánh tinh tấn, right effort, tinh tấn nhưng mà trong một thái độ đúng đắn, không tham cầu, không chống đối, cứ giữ pháp hành điều đặn. Ngày nào giờ đó cũng là giờ ngồi thiền, ngày nào giờ đó cũng là giờ thiền hành. Mỗi khi làm việc gì thì chúng ta cũng nên chú tâm vô cái đối tượng đó. Nếu mình chú tâm vô đối tượng đó thì được gọi là niệm. Nhưng mà nếu đối tượng đó nó không cần mình sự chú tâm nhiều thì mình trở về mình chú tâm giữ cái tâm mình trên cái đối tượng đó mà không có suy nghĩ gì hết. Cái đó được gọi là định. Còn mình muốn kiểm tra cái thái độ của mình để loại trừ tâm tham cầu và chống đối thì mình phát triển lên cái chánh niệm luôn. Nó cứ rất là dễ, mình cứ làm đi thì sự thông minh nó sẽ xảy ra. Tự nhiên mình biết cách áp dụng như thế nào. Chứ ở đây tôi không thể nói hết mọi trường hợp cho các vị được. Thì chúc các vị từ đây tới ngày tụ trường trở lại ha, các vị có thực tập sâu sắc, áp dụng được những gì chúng ta học từ đây. Rồi tới ngày tụ trường mỗi vị nộp cho tôi một bài báo cáo, bài thu hoạch, viết một cái lá thơ trình bày về sự thực tập của mình để coi các vị có bị tẩu hỏa nhập ma không. Mà nhiều khi có tôi lại mừng hơn, có nghĩa là có gia công nhiều. Chứ chỉ sợ không có gì để báo cáo hết thì uổng công lắm ha, cho rất nhiều mà nhận thì chẳng bao nhiêu thì nó buồn dữ lắm. Xin cảm ơn đại chúng.